Okay, nice. Hello again, welcome back to my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, em đây. Workbreaker Miner, sự cái deck này nó không, mình nghĩ là nó không mạnh, tuy nhiên thì matchup này khá là hay. Mình một cái matchup vừa rồi khá là slow close, nhưng mà phải nói là mạnh cũng ghê đấy, cũng căng thẳng đấy. Ok, mình sẽ đến vào review deck ngày hôm nay. Mà Workbreaker sử dụng deck này nó không mạnh. Thực sự là hai con, chúng hai con deck vừa Skeleton Dragon vừa Muscati thì nó không, nó đã giảm đam mất rồi. Sự khá đáng tiếc. Ok, chúng ta đến với matchup này. Cái deck kiểu này thì thực sự nó không mạnh, tuy nhiên thì có rất nhiều người họ recommend cho mình làm video về cái deck này thì thôi, trong player, trong playlist của mình có player này thì mình sẽ làm luôn. Thì thực sự phải nói là đấy, các bạn nhìn thấy không,
Để mà nói thực sự mà cái khả năng solo của Musketeer với lại các thẻ hiện tại thì mình thấy nó yếu hơn một chút. Cả Skeleton Dragon nữa. Thực sự là cái bản update này mình nghĩ là Skeleton không còn nhiều người sử dụng nữa. Nhưng mà trong cái deck này thì Son Goku anh ta vẫn đang sử dụng cái thẻ bài này. Vậy là mình làm luôn. Nhưng mà mình nghĩ là một cái có một cái lựa chọn khá thú vị hơn để thay cho con hai con Skeleton Dragon này, đó chính là con Baby Dragon hoặc là Intro Dragon cũng được, hoặc là Minions cũng hợp lý hơn. Tại vì bây giờ họ không dùng, không nhiều người dùng Arrows, dùng Minions sẽ là cũng không nào đệ chứ nào. Đây là cái deck mà không có building, vì vậy là chặn Golem khá là khó, nhưng mà sẽ có một con Fisherman kéo con Golem về phía trụ hợp lý. Musketeer bắn vào Looper rồi. Những thông thường những player họ chơi Golem kiểu thả con Looper rất nhanh, khi mà gần như là đang bị thu hút bởi Golem thì một con Lumberjack từ đâu thả tới lao vào cắm chém rất nhanh, rất nhiều đam với từ Lumberjack. Nhưng mà thực sự đây là một cái deck nó cũng không phải là phổ biến, nên là chúng ta cái matchup này chúng ta xem để tham khảo thôi. Chúng ta xem để có nhiều kinh nghiệm hơn khi mà đánh những cái deck học beta. Các mình là như vậy. Hay là để lên Golem lại có cả phân C mà chúng ta chưa thấy nữa. Đấy, bạn nhìn thấy là Musketeer bây giờ yếu hơn hẳn so với mùa trước. Oh, Tornado fail. Fisherman sẽ kéo con Golem về chế trụ. Rất tốt. Một cái điểm đặc biệt đó chính là cái deck Golem này là không có Big Spell, vì vậy là cũng là một mất lợi thế. Và đây là Workbreaker Miner đổi ngưỡng. Workbreaker đi cùng với lại Mega Knight Fisherman. Rất nhiều đam. Bây giờ tiếp tục là Fisherman đây. Một pha tornado lỗi và anh ta bị hụt Ellie, và bây giờ lại chuyển sang công. Một cái công rất nhanh. Good. Đây là thời điểm Musketeer sẽ thả ra, sẽ giữ lại con Fisherman để kéo Golem. Quốc đẩy Golem về phía trụ như thế này đã không hợp lý rồi. Cùng một phía hướng này, anh ta muốn ngăn cản cái sự tấn công của để tiếp trụ này, tuy nhiên thì bắt bài lỗi rồi. Thôi gì gà play. Bắt chóc quá hay. Không đến nỗi nào. Ok, chúng ta sẽ đến vào cái matchup thứ hai, lại là Bowler Fizzy Balloon. Cái bản original của cái deck này đó chính là có con Skeleton Dragon, có con Baby Dragon. Các bạn thường thấy cái deck này nó của các player Hàn Quốc họ chơi cái deck này. Tuy nhiên thì cái phiên bản này khá là dị. Trong cái matchup này thì con Skeleton Dragon là con bị counter nhiều nhất, vì vậy mình nghĩ là Tomo anh ta cũng không nên phải thả con Skeleton Dragon, hay có con Inferno Dragon. Quên mất. Mega Knight xuất hiện. Toàn là Skeleton Rami. Một pha phi di lỗi. Và Tornado rất nhiều, phải sử dụng rất nhiều Eli trong cái turn này. Và liệu rằng là Miner đẩy lên thì sẽ không kịp để defend con Fisherman. Miner đẩy lên không đủ Eli rồi. Tomo anh ta sử dụng rất nhiều Eli để có thể một cái turn vừa rồi, tuy nhiên quá nhiều đam. Anh ta phải trả giá cho cái turn này. Hai con Worker đi lên, phải thả thêm một con Lumberjack nữa. Và nếu cứ thả như thế này thì Tomo anh ta sẽ bị out cycle. Anh ta sẽ bị tốn rất nhiều Eli. Và đánh theo kiểu này thì gần như là rất khó để có thể thắng. Fisherman sẽ kéo Bowler phía này và Active King Tower. Cái pha là cái phục đầu tiên đấy. Bởi vì các bạn biết là Bowler thì cái tăng lực của nó là
3-4 ô, nhưng nhận nhầm mà thằng lăn của cái cục đá của nó thì nó sẽ lan tầm sang luôn. Như vậy là khi mà cái Sermen kéo được bên đấy thì có là cục đá nó sẽ lăn tới và anh cũng không theo luôn. Và xử lý tốt. Miner sẽ làm tanh để cho con Muscati. Nhưng các bạn thấy là Muscati bây giờ bắn chậm quá. Chậm hơn so với mình chứ. Mà liệu rằng là sẽ có một player top cycle nào sẽ tồn tại ở cái mùa này không? Theo mình nghĩ là hơi khó đấy. Bởi vì là Muscati mà solo với lại Wizard thì thực sự là một thảm họa. Wizard sẽ bắn bùm bùm bùm. Nên là mùa này mình sẽ bớt đi một đối thủ. Đặc biệt là các bạn biết là có một cái deck khá là khó chịu hơn nữa, đó là cái deck Timbo Muscati và con này. Không tấn công đi rồi. Rose một pha tornado hợp lý, tuy nhiên thì cũng bị rất nhiều đam. Và bây giờ Tomo anh ta cần phải đẩy balloon. Anh ta cần phải đẩy balloon Fizzy. Chứ anh ta cứ ngồi chần chừ như này thì anh ta sẽ không thể thắng được. Lumber sẽ kéo con Fisherman kéo con Lumberjack ở bên kia. Fizzy Skeleton rất kịp thời, rất tốt, chưa đủ, có thể tiếp tục một hit balloon. Trong cái thời gian vừa rồi đến một hit balloon thì ta sẽ có một cái khủng. Ok, và chúng ta sẽ đến vào cái matchup cuối cùng mà mình muốn chia sẻ, đó là Mega Knight. Mega Knight Master, Mega Knight Skeleton Dragon. Cái deck này thì nó là Mega Bait, Mega Bait, mình gọi chung là Mega Bait. Nó tồn tại khá là lâu rồi. Tuy nhiên trong cái mới cái mùa vừa rồi thì cái deck này nó không còn không sẵn trong cái ra player như kiểu là Anani. Anh là bị out ở khỏi top 200. Cho anh lạc đà thì đẹp. Matchup này thì mình nghĩ là 50-50 bởi vì là bên Mega bên Mega Knight kia, bên Mega Knight Caster kia thì anh ta có giáp mỗi giáp không thì không thể counter được. Có một cái điều đó là cái deck của Sonku thì anh ta có Arrows thì combo mà Arrows cộng với lại Miner hoặc Goldbreaker sẽ là một cái điểm khá là thú vị. Bởi vì mình cũng rất hay sử dụng cái deck là cái combo của Arrows. Nhưng mà deck của mình là deck khó cộng với lại Goblin Barrel, vì vậy là nó sẽ mạnh hơn, sẽ lợi hại hơn. Arrow là một giải pháp an toàn như thế này, vì là nếu mà dùng Skeleton Army thì sẽ chú giáp. Khó chịu của cái deck Mega Bait này nó spam hai lane hạt cả trái cả phải liên tục như thế này thì thực sự là nó cái quân của con defense của Suku anh ta nó không thể kiểm soát một cách tốt hơn. Rất nhiều đam và anh đang chưa biết anh ta sẽ có thể tấn công như thế nào đây. Mega Knight Fisherman kéo ngược lại và Arrows một pha xử lý hợp lý đấy. Sumoku
Con Miner đang rất nhanh lao lên. Dùng Miner đi thì fan ở trong tầng này nó không hợp lý một chút nào. Skeleton Wagon. Hai con ra Skeleton Wagon vẫn còn sống. Vượt một tình thế quá nhanh trong tầng này. Good job. Thank you for watching guys. Don't forget to follow, hit the link below, we'll put the description below. Thank you so much. Cảm ơn anh em đã xem nhé. Cái link này khá là thú vị đấy, tuy nhiên thì nó cũng không mạnh lắm đâu. Đây, profile của anh ta là 116 thì không tệ. 7.900 cũng không tệ một chút nào. Not bad. Okay, see you guys. Thank you for watching. Bye bye.